Chào các bạn, mình là Đấm đây. Trên Nintendo Switch Lite này thì mình có tìm hiểu trên mạng thì phải nói rằng nó nhận được những cái bài review cùng với những cái nhận xét khá là tiêu cực. Chết mẹ. Không thích nhìn bài bát xem. Trên Nintendo Switch Lite này không phải của mình mà mình cũng mượn một người bạn tên là Phi Long. Nếu bạn nào quan tâm thì link Hoàng sẽ để phía dưới nhé. Thanh niên này bán như kiểu Amiibo cùng với cả rằng là Obscurco như này nhé. Thì mình để link phía dưới rồi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng review về chiếc Nintendo Switch. Đầu tiên phải nói rằng mình đã lên mạng tìm hiểu một số những cái bài báo hay là một số bài review về Nintendo Switch Lite thì mình cảm thấy rằng họ review khá là hời hợt. Họ đem đến những cái nhận định kiểu khá là cá nhân nhìn vào ấy, chứ chưa phải thực sự chơi quá nhiều và trải nghiệm chiếc Nintendo Switch này. Như vậy hôm nay mình muốn review một cái gì đó công tâm hơn để các bạn có thể có những cái nhìn khách quan hơn một chút. Chiếc Nintendo Switch Lite là một phiên bản rút gọn Nintendo Switch, đồng nghĩa việc là nó đã bỏ đi một số những tính năng như kiểu là cặp Joy-Con này, khả năng xuất ra màn hình này, cùng với cả một cái màn hình bé hơn và một thời lượng pin sẽ không thể ngon bằng V2 được. Ai sẽ là người mua chiếc Nintendo Switch Lite này? Thì sẽ có hai loại người. Loại người đầu tiên đó chính là loại người đang chờ đợi chiếc Nintendo Switch trở nên hoàn thiện hơn. Với Nintendo Switch thì nó đã ra mắt vào năm 2017 và bây giờ nó đã được 3 năm tuổi rồi. Và phải nói rằng với những chiếc máy chơi game ấy thì 3 năm tuổi vẫn chưa phải là quá già, nhưng mà với cái thời điểm bây giờ thì một chiếc máy chơi game tận 3 năm tuổi thì thực sự nó đã già lắm rồi các bạn ạ. Khi mà màn hình của Nintendo Switch còn chưa được Full HD và ngoài ra thì nó có một chất build cực kỳ là tệ, đem đến cảm giác cầm rất là ọp ẹp và thực sự là không ngon. Thêm một điều nữa đó chính là về phần cấu hình. Cấu hình của nó chỉ là cấu hình dành cho di động. Khi chính vì vậy khi nó mà chơi những cái tựa game mà hơi đòi hỏi cấu hình một chút ý, là y rằng sẽ có hai trường hợp. Một là lag, hai là xấu vách cả cứt ra. Chính vì vậy thì Nintendo Switch vẫn chưa phải một sản phẩm hoàn hảo. Nhưng mà nếu như bạn đang bị những cái tựa game của Nintendo Switch làm cho hút hồn như kiểu Mario, Super Smash Bros. Hay là Zelda thì bạn có thể hoàn toàn lựa chọn cho mình một chiếc Nintendo Switch Lite, bởi vì chiếc Nintendo Switch Lite sẽ có mức giá rẻ hơn nhưng nó vẫn có thể giữ nguyên cho bạn toàn bộ những tính năng cần thiết trên một chiếc Nintendo Switch để bạn có thể chơi những cái tựa game đó. Và phải nói rằng nó đem đến cho bạn những cái trải nghiệm sử dụng bất ngờ hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Và chiếc Nintendo Switch Lite này vẫn có thể giúp bạn sử dụng được khoảng độ từ 1 đến 2 năm nữa để mà chờ đợi những cái dòng sản phẩm mới của Nintendo Switch như kiểu Nintendo Switch X hay là Nintendo Switch Pro, khi mà cấu hình của nó sẽ ngon hơn, màn hình đẹp hơn, đem đến cho bạn những cái trải nghiệm thú vị hơn. Dạng thế. Loại người thứ hai sẽ mua những chiếc Nintendo Switch Lite này đó chính là loại người như mình. Với cá nhân mình thì mình cảm thấy là cái tính năng như kiểu rút Joy-Con ra hay là xuất lên màn hình TV là những cái tính năng khá thừa thãi, bởi vì cá nhân mình đã có sẵn như một chiếc PS4 này và mình cũng không có bạn để mà có thể rút Joy-Con ra để mà đưa cho họ chơi cùng. Chính vì vậy lựa chọn cho một chiếc máy chơi game cầm tay như này là một trong những cái lựa chọn khá thú vị, bởi vì hầu hết những cái thời gian mà mình chơi trên Nintendo Switch ấy thì chủ yếu là mình chơi cầm tay. Mình rất ít kiểu cắm cái Nintendo Switch lên TV hay là mình rút Joy-Con ra chơi cùng bạn bè. Chính vì vậy thì mình cảm thấy tính năng này khá thừa thãi, và thực sự là khi mình cầm vào một chiếc Nintendo Switch Lite này đem đến cho mình cảm giác giống như kiểu mình đang chơi những cái BSP ngày xưa ấy, nó khá là hoài niệm đó. Và nếu như bạn không phải hai loại người kể trên thì bạn có thể hoàn toàn mua cho mình một chiếc Nintendo Switch thông thường. Còn với cá nhân mình thì mình cảm thấy rằng chiếc Nintendo Switch Lite này nó đáp ứng tốt để nhu cầu cho mình. Còn bây giờ những cái trải nghiệm sử dụng của mình trong một tuần sử dụng chiếc Nintendo Switch Lite nhé. Đầu tiên về phần thiết kế, phải nói là cái màu hồng này thực sự nó được phối màu quá đẹp trên chiếc Nintendo Switch. Đúng là khi mà một chiếc máy đã trở nên đẹp ý, thì các bạn sẽ cảm thấy rằng muốn mày mò tìm tòi, tìm hiểu, sử dụng và trải nghiệm chiếc Nintendo Switch này lâu hơn. Và cá nhân mình cũng cảm thấy như vậy. Khi mà hơn một tuần sử dụng và trải nghiệm nó thì mình cảm thấy là chiếc máy này rất là đẹp. Thậm chí là những cái nhựa này nó có được làm kiểu hơi nhám lại một chút để cái cảm giác cầm nắm của mình nó trở nên chắc chắn hơn. Tuy nhiên thì mình không recommend các bạn cầm lâu trên loại nhựa này, tại vì loại nhựa này nếu bạn cầm lâu thì khả năng nó bóng rất là cao và nó sẽ tạo cảm giác kiểu bóng nhựa trên chiếc Nintendo Switch màu sắc như này thì cảm thấy nó sẽ khá là xấu. Chính vì vậy thì mình recommend các bạn là hãy mua cho một cái ốp để đem đến cảm giác cầm nắm tốt nhất. Và ngoài ra thì với chiếc Nintendo Switch Lite này thì nó cũng là một phiên bản nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn. Chính vì vậy thì với những thằng tay to như mình ý thì sau một khoảng thời gian sử dụng và trải nghiệm nó thì mình chắc chắn bị đau tay, và đó cũng là lý do vì sao mình đã phải mượn thêm cả một cái ốp nhảy nữa để lắp vào sử dụng và trải nghiệm cho nó đã. Tiếp theo về phần nút bấm, phải nói rằng cái nút bấm của nó bấm rất đã, phản hồi phím các thứ phải nói là được, ngon, thậm chí nó còn ngon hơn một số những cái Joy-Con mình đã từng sử dụng. Tuy nhiên là có một vấn đề như này, cái nút trừ này nó để quá gần với cả cái Joy-Con đấy, là mỗi lần mình muốn bấm mà nó cứ kiểu bị vướng. Mà phải nói đây là một cái trải nghiệm cực kỳ khó chịu khi bạn chơi những tựa game Zelda, bạn cần phải liên tục bật map và mỗi lần bật map thì nó bị vướng cay cực, còn lại thì mọi thứ rất là ổn. Tiếp theo về phần màn hình, tuy rằng cái màn hình này bằng độ phân giải với cái Nintendo Switch, tuy nhiên thì nó bé hơn. Trong ngày đầu tiên mình sử dụng ấy thì mình đã cảm thấy rằng vì cái màn hình này bé quá nên mình cảm thấy rằng chiếc màn Nintendo Switch này đem đến hình ảnh hơi xấu. Tuy nhiên thì sau một tuần sử dụng thì mình đã dần quen với cái màn hình này và cũng không gặp bất kỳ hiện tượng nào cả.
Cuối cùng là về phần thời lượng pin. Thời lượng pin một chiếc Nintendo Switch Lite này sẽ rơi khoảng độ là từ 100% xuống 0%, mình chơi rơi khoảng độ là hơn 4 tiếng một chút. Thì thời lượng pin này một thời lượng pin trung bình bằng một chiếc Nintendo Switch V1, không có gì khác biệt cả. Và phải nói rằng là với 4 tiếng chơi Zelda liên tục thì đây cũng là một thời lượng pin khá là trâu rồi. Tuy nhiên thì mình khuyến cáo các bạn là hãy luôn cầm theo một cục sạc zin của nó và đừng sạc bằng những cái cục sạc ngoài như này. Tại vì thứ nhất rằng cái này chỉ được 18W thôi, sạc rất là lâu. Thứ hai nó sẽ ảnh hưởng đến thời lượng pin các bạn. Và đó tất cả những gì các bạn cần biết về chiếc Nintendo Switch Lite này. Và phải nói đây là một chiếc máy rất là ngon, đúng nghĩa là một chiếc máy chơi game cầm tay thông thường. Tuy nhiên thì nó sẽ chỉ dành cho một số những cái trường hợp nhất định và một số người mua nhất định để mà sử dụng và trải nghiệm. Và nếu như bạn là một trong số những người mình vừa liệt kê thì đây sẽ là một chiếc máy chơi game cầm tay bạn đáng mua và đáng trải nghiệm đấy. Và bạn nghĩ sao về Nintendo Switch Lite? Hãy cho biết comment phía dưới nhé. Bây giờ thì xin chào lại các bạn, đầu họng quá các bạn ơi. Và buổi tiếp theo, bye bye.